Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Homeo, tên Việt Nam là Rom. Tôi ở Việt Nam thử 4 năm rồi. Cái lý do mà tôi đã chọn Việt Nam và ngôn ngữ tiếng Việt là phải nhìn rất là trước, rất là lâu. Vì chữ cái của tiếng Việt và tiếng Pháp giống nhau. Và qua một năm do có bạn gái Việt Nam thì đã giúp đỡ một chút cái khả năng tiếng Việt của tôi. Vì đã tham gia mùa hè xanh ở Bến Tre, chỉ có người Việt thôi thì bắt buộc phải cố lên nói tiếng Việt, giao tiếp bằng tiếng Việt. Trong những thành phố mà tôi đã tham qua thì tôi rất thích Huế. Con người Việt Nam với là phụ nữ Việt Nam cũng là trong những cái lý do mà tôi đã chọn ở Việt Nam. Nữ Việt Nam rất là đẹp, hiền. Đó là những gì về Homeo mà Homeo muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn có thấy Homeo đẹp không? Có gì giống như người Việt Nam không? Hôm nay các bạn chắc cũng biết là Homeo thích những món của Việt Nam, cái gì cũng thích ăn. Thì hôm nay Homeo sẽ mang đến các bạn không khí rất là vui của hạt lúa quê tôi ở Bình Huế. Đi. Thử được không? Ăn thử ra, được. Mình miếng chọn thôi, tại vì không có đói. Okay. Là bán trăng ở nào? Ở miền Nam. Miền Nam mà ở thành phố nào? Ở Mỹ Tho. Mỹ Tho. Bán trăng không? Ngon. Delicious. Cảm ơn nhiều nhé. You welcome. Ngon lắm. Chị có thể giới thiệu cho tôi những cái khu vực mà ăn chơi ăn với lại làm hướng dẫn được không? Hôm nay thật nhộn nhịp. Đến Bình Quế cũng vài lần, nhưng tôi chưa từng tham gia một lễ hội đậm chất dân gian thế này. Cả một khuôn viên được dựng nên thành cánh đồng quê Việt Nam. Cô thấy còn thiếu gì không? Không. Có lẽ là không biết. Bạn chạy cái này ha. Thanh cổ hả? Đúng rồi. Hay quá, đẹp trai quá. Đẹp trai chưa? Rồi đi. Cô làm gì đó? Đang xung chén. Xung chén để làm mấy cái... Cái chén vô. Cái chén à? Thế mà mình rửa chén mình để cho nó khô. Ok. Và làm cái này là mất bao lâu? 2 tiếng. 2 tiếng à? Lâu ghê. Rồi cảm ơn cô. Cố lên. Ở Pháp, tôi ít khi có dịp tham gia vào những lễ hội miền quê thế này. Qua Việt Nam, tôi đã có dịp đi du lịch nhiều nơi. Ngoài cảnh đẹp, tôi còn ấn tượng bởi văn hóa của mỗi vùng miền. Và văn hóa dân gian Nam Bộ thì tôi rất thích. Hay quá. Đi sâu vào bên trong, không khí hội hè ngày càng tăng. Tôi không biết phải đi đâu trước nếu không có chị Ngọc hướng dẫn. Không biết hai người kia đang làm gì, xuống coi mới được. Ồ, anh không cảm thấy mệt à? Này, nói chung là mình anh nông dân mà tác hoài thấy mình quen nên nó cái thời gian mà mệt thì nó lâu hơn chút. Có cách nào để làm cho nó đỡ mệt không? Nói chung mà muốn làm đỡ mệt. Xem ra thì trong trang phục nông dân áo vải này thì tôi nhận được nhiều ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên đó nha. Và hãy xem chàng nông dân này làm được những gì nhé. Ok. Nhẹ. Tức là cái này lúc nào cũng thẳng. Rồi. Mệt quá. Nhiều nước quá không lấy nổi được. Cũng như các quốc gia châu Á khác, Việt Nam có nền văn hóa nông nghiệp lúa nước lâu đời. Tôi có thể bắt gặp hình ảnh hạt lúa ở bất cứ đâu trong không gian này. Làm đậu hũ, làm bánh quai vạt, bánh ít, bông lan. Nhưng có lẽ hình ảnh người nông dân với chiếc áo bà ba cùng những hàng quán thế này rất đổi mộc mạc thân thương. Các con ăn không? Ăn thử không? Để chú làm. Ủa, cái này là làm bằng bột gì? Cái này làm bằng bột năng. Bột năng. Đem gan với lá dứa. Lá dứa, đúng rồi. Nghe mùi lá dứa. Rồi, được rồi đó. Để em lấy bánh thử. Rồi, tới anh.
Rồi. Chưa được một cái. Rồi. Nhiều quá. Có một cái bị bẻ rồi. Rồi, bẻ hai cái. Thực đơn hạt lúa của tôi. Bánh canh, phở. Từ nãy giờ Romeo chỉ ăn món ngọt, bánh ít, bánh ni. Bây giờ phải chắc phải ăn món mặn. Ăn heo sữa quay đi. Đi. Và bên cầu là một không gian các món bún ba miền Việt Nam, lại một món quốc hồn quốc tí làm ra từ lúa gạo. Bánh canh cua. Cái này là bánh canh cua, còn cái này là gì? Bánh canh bến có. Bánh canh gì? Bánh canh bến có. Bến có, trong đó là có gì bến? Chẳng bà. À, ok. Ủa, có biết ăn heo sữa quay ở đâu không? Heo sữa quay đi xuống dưới này chút xíu. Xuống bên kia hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, cảm ơn nhiều. Giờ này là đói bụng lắm rồi. Món tôi tìm lại không có ở đây. Nhưng phải ăn một tô bún thịt nướng mới được. Đi tiếp nữa hả? Rồi, cảm ơn. Cho con mua một tô bún chả Hà Nội được không? À non, cái này là bún chả gì? Bún thịt nướng. Rồi rồi, bún thịt nướng, chơi luôn. Một tô. Nhiều thịt nhá. Nhiều thịt. Ngon lắm. Nãy giờ anh đi tìm món gì vậy? Anh tìm thấy món anh thích chưa? Nãy giờ đang tìm heo sữa quay, không tìm ra nên là ăn bún thịt nướng. Các chị bán hàng ở đây thật vui tính, thân thiện. Không biết có phải vì tôi giống hai lúa dễ thương không mà ăn xong đi trả tô, còn được mời chụp hình nữa. Bye bye. Ê, 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 ê. Chụp hình nữa hả? Thực khách ngày một đông hơn, khu vực đồ nướng này thật hút khách. Nóng quá, người tôi nhễ nhại mồ hôi khi đứng ở khu vực lò nướng này đợi món heo sữa quay. Quay heo sữa hả? Phải quay khoảng bao lâu mới quay? Quay khoảng 15 phút rồi. 15 phút. Các bạn thấy cái này là heo sữa. Heo sữa tại vì nó nhỏ hơn. Với lại mình quay khoảng 15 phút mới ăn. Ăn rất là ngon. Hắn thử không? Cảm ơn anh nhé. Rồi 15 phút. Nếu ai nói với tôi hộp vịt lộn là một trong những món kỳ dị của thế giới thì tôi hoàn toàn công nhận. Nhưng nếu nghĩ tôi là người nước ngoài không dám ăn thì hoàn toàn sai lầm. Hộp vịt lộn rất ngon và bổ dưỡng. Nóng quá các bạn ơi. Ở đây quả thật rất thú vị. Nhiều trò chơi dân gian mà tôi chưa bao giờ thấy. Nhìn thấy dễ mà không dễ tí nào. Ngoài kia có gì mà ồn ào với ta? Hai người đàn ông, hai nồi cơm, tay cầm bó rơm, lửa cháy phừng phực. Không biết có phải thi nấu cơm chạy mà chị Ngọc nói không ta? Không gian văn hóa Nam Bộ như thế này nếu thiếu những anh hai, chị ba hay cô sáu, chú bảy hát hò với nhau, quả là thật thiếu sót. Vui á. Các bạn có hiểu không? Tôi nói vậy vì vốn biết đờn ca tài tử là một nét rất đặc trưng của người dân miền Tây Nam Bộ. Và tôi đang thưởng thức một gánh hát trên sông. Khổ nỗi là tiếng Việt của tôi có giới hạn. Tôi chỉ hiểu một vài câu. Văn hóa dân gian Việt Nam là một nét đẹp không chỉ với tôi, mà tôi chắc rằng các bạn nước ngoài khác cũng nghĩ vậy. Tôi yêu những hình ảnh hiền hòa của bức tranh thiên nhiên cùng cuộc sống dân dã, bình dị tái hiện ở đây. Đó cũng là một phần trong hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu của tôi. Thank you.